ngày hôm nay một hành trình tương lai, nhìn về nơi xa ấy những cánh chim ùa về. Ngày hôm nay từng nhịp đập trong tim vang lên những khát khao. Hãy nắm lấy ước mơ để vượt qua, tìm đến phía trước khó khăn để đằng sau. Hãy nắm lấy, hãy sống với những đam mê.